Anh ra không? Tôi đang ra à? Ôi ơi, nó đuổi đấy. Qua đây. Dài thế. Dài không? Quên. Ui, ui. Qua đây kìa. Rồi rồi. Ui. Mọi người nhìn đây. Đây là một con hổ mang chuối mọi người nhé. Ui. 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 Cái này nó há mồm ấy. Ui. Ui anh ơi. Anh đi đây xác gì đấy anh? Đây này, này, này. Ui ôi. Ui mọi người này. Mình với lại anh Quỳnh đi tới là phát hiện ra cái xác con gì này. Rắn gì đây? Này, hỏi sư phụ mới biết được. Ê, trông dày như nhựa luôn này. Ui ơi. Ui cái gì vậy? Đừng đưa máy ra sao? Ui. Mẹ ông thằng chúa bà rồi. Chúa rồi. Đâu, đâu phải là con. Ui mẹ vừa rồi em nhìn thấy xác của chúa trên kia. Mọi người. Ừ. Đó chúa rồi. Đúng vậy. Anh đi đứng xa xa ra. Ui. Cẩn thận đấy. Đây mọi người nhìn nó này. Cẩn thận đuổi đấy. Đấy. Ui. Này. Đi chưa? Đu. Ôi mẹ. Một mắt trong một mắt nó bị lột em ạ. Bị đang lột à? Ừ lại. Thế mấy cái xác thì kia đúng rồi. Bọn em nhìn cái xác thì kia bằng vây. Nó còn mỗi cái một mắt này chưa lột đưa hết này mọi người nhìn này. Đây. Ui. Rồi. Lỗ này. Đi chưa? Con này nó săn mồi đây rồi. Đây. Mẹ chúa. Tổng môn nhà mày, tao cứ tưởng Hồ Châu làm mẹ mày đuổi tóc mồ hôi. Đuổi đây à? Ờ. Này, anh cầm. Đó anh. Tao kìa, trên kia em nhìn thấy một đống xác. Đấy, nó xuống à? Đấy. Nó này mọi người này. Đấy. Đấy. Ui. Đấy, nó thụt hết rồi. Chà, con có đèn không? Ừ. Ui. Quận quanh trong kia. Quận trong kia. Quận trong kia. Quận đi. Ui. 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 Nó đuổi. Ui. Ui. Ui nọc nha. Cắn. Bộc phát luôn. Kinh. Ui lông nữa. Ui. Ui. Nó mổ luôn sắp đấy. Mổ luôn. Thế chỗ đây. Ui. Con này ghê vậy. Đừng ra. Đừng ra. Đừng ra. Đừng ra. Ui, nó đuổi đấy. Qua đây. Dài thế. Dài không? Quên. Ui, ui. Qua đây kìa. Rồi rồi. Ui. Ui. Mọi người nhìn đây. Đây là một con hổ mang chúa cho mọi người nhé. Ui. Ui. Đây. Đây. Ui. 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 Trời ơi, nó vừa kêu gì? Nó kêu trâu ấy. Quá kìa. Ui như trâu. Vừa rồi lên kia hai anh em là thấy một cái xác gốc vải. Ừ. Em đoán là hổ chúa nhưng mà con nó phải to hơn con này. Con nó to. Thế thì sao cái to? To. To. Dài như này. Nó phải 5 phân. Ui kìa. Cái đuôi nó đen xì này. Đánh rồi anh. Đánh sao bằng quay của máy. Ui. Con này đớp ngay. Nó khè đấy. Mình bắt con này lại cho mọi người xem nó như thế nào. Phân bố. Ui ôi. Ui. Cái này nó há mồm ấy. Ui. Từ 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 từ. Dậy.
Nhạy quay lại ngay. Con này nhạy lắm. Tao không kêu. Ui. Nào phi. Ui rồi. Mở tận nhanh tay. Cất cào đi. Đã mà. Đây rồi. Bắt được. Bắt được. Ôi con này mới lột đói lắm. Đây mọi người này. Đây là cận cảnh của con hổ mang chúa này. Đấy. Ừ, bóng loáng nhỉ? Bóng loáng. Nó bóng là nó mới lột hay là nó như thế nào? Ui nó há này. Ui giời. Đuổi. Ui đuổi. Vườn lên này. Đấy mọi người này, một con hổ chúa. Con này nó chỉ tầm khoảng đôi cân. Xì xì. Coi như thế này được có 2 cân đấy hả? Ôi con được con cái thôi. Con cái. Được đấy. Được tí nào. Được đuôi dài à? Được đuôi dài. À chim. Được đuôi dài. Cái dòng này là không được quyền bắt. À, sao mà cho biết lên cây này. Cái mẹ. Cái tên nó đi đâu đi. Ấy. Ừ. Ui. Ui. Thôi đấy mọi người. Thì bây giờ thầy cho mình sẽ thả con này và tiếp tục cái cuộc hành trình đi săn ngày hôm nay nhé mọi người nhé. Thì mọi người xem video thì nhớ like lên cái kênh ủng hộ mình cũng như ủng hộ cho toàn thể anh em trong team sắp vào dụng cao.